Rồi, Phương và nhắc cho là mọi người hay tiếp ha. Thì bữa trước á, Phương cũng làm một cái clip á để cho hướng dẫn cho mọi người đo về cái đo cái tải của thiết bị, đo cái tải của tổng tổng nhà. Nhưng mà hôm đó thì Phương ngồi một cái chỗ á, thì nó chỉ là cái dây đơn không. Thì hôm nay Phương có nói á, là đo á, là phải là một sợi. Mọi người có nhớ cái khúc đó tôi nói không? Đo chỉ là một sợi thôi chứ không được đo nó là hai sợi, nó hai sợi đo nó không có được đâu. Thì Phương cũng có nhận được cái lời của cái chú kia, chú nói là đo không sợ là sao, thì nhà chú thấy con sợ rồi. Thì đây ha, chú con trả lời cho chú biết luôn ha. Đây nè, ví dụ như nhà chú có thiết bị đúng không, thì thường là như họ bán bây giờ là nó ưa có cái kích gì giống như nè, đây và đây, đây đây nè, và nó nhìn thấy có con sợ màu vàng, nhưng thực chất trong này là hai sợ, thì chú cũng hiểu rồi, nhưng mà chú không dám xé ra làm sao hay là làm sao. Thì một, nó có hai cái cách. Một là chú cái phít này, cái ổ cắm này nè ở nhà chú á, mà nếu như chú sử dụng được, chú đang sử dụng rồi thì chú rất bớt một thiết bị ra đi, cái thiết bị nào còn lại cũng được, chú xếp con mở ra sao ha. Thì chú chỉ cần mở cái nắp này ra và đằng sau nó có hai sợi dây điện thì chú đo ở ngoài đó ha. Còn không thì ở trên cái sợi dây này nè đó, giờ con chỉ ha, nó có hai cách ha. Ở trên sợi dây này nếu như chú á, chú cắt nó ra, cắt ra thì nó phí lắm, thì nó cũng hơi vớ vẩn, nhưng mà con vẫn chỉ, tại vì ở đây là cái này là cái máy này thì anh em của tụi con thì thay ra thay vô, nên là cái chuyện mà cắt phít thì nó không sao. Thì con vẫn chơi, con muốn chỉ cho chú biết luôn ha, mình có thể mình làm hai cách ha. Nhưng mà cách này thì con không ưu tiên nha, tại vì cách này nó không có hợp lý ha. Đối với cái này thì đây nè, nhưng cái cách đầu tiên nè thì giả dụ nha, giờ dở đầu con quay cho mình coi con. Rồi, khi chú thấy nó có một cái sợi dây như thế này thì trong này nè nó có hai sợi, thì đây nè, con có tách ra sẵn rồi nè. Đây, chú thấy không? Ở trong này nè, nó có hai sợi và con đã quấn bằng keo con áo bằng một cái lớp co nhiệt rồi. Này ha. Đây. Đó. Nè. Đây nha. Giờ con sẽ thử cái cách đầu tiên là con nói tại sao đo không được ha. Đây. Kẹp vô. Ampe đúng không? Đó. Nè, giờ con nè. Coi nó có lên hay không nha. Nè, cái máy nè, hiện tại đang yên đúng không? Cái máy là máy sấy tay. Thì khi nó hiện tại nó bình thường, nó làm như có điện, nó có tải, đúng không? Thì mình phải sấy nó mới có tải. Nè. Nè. Đó, nó chạy rồi đó, mà nó vẫn số 0, thấy không? Có nghĩa là khi chúng ta mà đưa vô vậy nè, là nó không có ha. Rồi, giờ con đưa vô trong này nha. Đó, rồi đó, nè, giờ em tách ra nè, tách cái sợi dây này nè ra làm đôi nè. Đó, trong này nó có hai sợi nè, một sợi màu nâu và một sợi màu xanh. Thì đây ha, giờ bắt đầu là bật cái tay vô nè, coi cái máy bắt đầu nó chạy nha, bắt đầu nó có tải. Đó, thấy không? Tải khá lớn nè, nghe hù lên nè, đó thấy không? Tới 5 ampe lận á, không ít. Đó, nên là mọi người mới thấy không? Có nghĩa là hồi nãy nếu như chúng ta để bình thường không có, nhưng mà như vậy thì có nè. Rồi, thì cái cách này thì do mình phải cắt dây, rồi mình phải nối lại, nó mất đi cái zin của cái sợi dây này, không khả thi ha, nhưng mà muốn làm cho mọi người biết. Đó, giờ Phương chỉ cách thứ hai là mở cái ổ cắm ra. Đây. Giờ do là Phương quay một mình nên là Phương sẽ để cái máy qua một bên, à, Phương mở cái nắp này ra nè. Đó. À, đây nè. Mở ra đây. Sau khi mở ra thì mọi người thấy à, trong này nó có 3 sợi dây đúng không? Tại vì bên Phương là điện tòa nhà nên là chắc chắn nó có 3 sợi dây. Thì đây nè, mình xác định cái lỗ chính giữa này, dây xanh này là không phải nguồn nè, đó. Nên là khi chúng ta mà cắm thiết bị vô á, không ai mà cắm cái dây đó nè.
Đây, cái phít cắm nè, người ta chỉ cắm vậy thôi nè. Đây. Đó, đúng không? À, là coi như còn một cái lỗ, là cái lỗ đó ở trong tương xứng là cái lỗ màu xanh đó mọi người. Đó, cái dây màu xanh nè. Đó, đúng không? Nè, Phương lôi sẵn xíu xíu ra, chút xíu kẹp cho nó dễ. Đó, đây. Thì đây ha, đó. Thì nè, cái sợi dây xanh là mình bỏ đi, ở nhà mình không có đâu. Cái lỗ điện ở nhà mình thường nó có hai sợi à. Đó. Thì khi nó đã có điện rồi thì mọi người không cần quan tâm luôn, nó có hai sợi đúng không? Rồi. Giờ Phương mọi người kẹp vậy nè. Đó, mọi người cứ kẹp vô một sợi thôi nha. Đó, nè, kẹp vô một sợi nè. Để mọi người đo nè, giả dụ nè, Phương kích quạt cho cái máy này chạy nè. Đó, mọi người thấy không? Nó lên 4 chấm mấy, 5 chấm, đó, 5 chấm nè. Đó, thì ở trong với ở ngoài nó đều như nhau. Thì khi chúng ta làm ở trong này nè, thì chúng ta biết chính xác là nó bao nhiêu ampere và chúng ta khỏi cần phải căng vào cái cắt như vừa vậy ha. Đó, thì đó thì trải qua cái giai đoạn mà làm Phương làm vậy thì hy vọng là chú hiểu được và cái cách mà để mình kiểm tra là như thế nào cho an toàn ha. Rồi, video của Phương là chia sẻ đến đây cũng kết thúc. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho mọi người đang muốn tìm hiểu về ở nhà của mình điện đóm như thế nào, có an toàn gì hay không. Thì nếu như mà có thắc mắc gì thì cứ comment hoặc là báo cho Phương làm một cái clip để cho mà coi, để cho nó tiện dễ và là mạnh dạn làm thực tế, khỏi cần phải lăn tăn ha. Có ai đang xem video Phương mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn cho Phương một lượt đăng ký kênh nha, ủng hộ kênh Phương. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye.